gần 80 người thương vong do lở đất ở Ecuador. Mưa lớn tồi tệ nhất ở Ecuador trong vòng 2 thập kỷ qua, hồi đầu tuần đã làm tràn một đập nước cuốn theo đá và bùn đất các khu dân cư và khu phố tại khu vực Lagasca và La Comuna. Thị trưởng Quito, ông Santiago Quateras cho biết 24 người đã thiệt mạng, số người bị thương đã tăng lên 52 và 6 người vẫn chưa được tìm thấy ông Quateras cũng cho biết công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra và hoạt động sửa chữa hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng đang được tiến hành ecuador hiện đang phải đối mặt với tình trạng mưa lớn ở nhiều khu vực khiến nhiều dòng sông tràn bờ và ảnh hưởng tới hàng trăm ngôi nhà và tuyến đường bộ